những điều có thể bạn đã biết về cà phê hạt coli. À, về ngoại hình á thì cà phê coli á nó sẽ tròn voi như vậy ha. Đó. và đó là lý do tại sao mà à, cái tên gọi khác của nó là cà phê bi Thì à, cái cà phê ly này sẽ chia làm hai loại là cà phê ly Robusta và ly Arabica. Thì thực ra nó là cái quả đột biến ở trên cây Robusta à, hoặc là đột biến trên cây Arabica thì nó sẽ có cho ra những cái À, quả mà trong đó nó chỉ có một cái nhân thôi. À, nó sẽ tròn bo như vậy ha. Đó. Thì à uh, Ro uh, Robusta thì nó sẽ có cái vị đậm đà hơn Robusta bình thường và nó có vị chát và cái lượng caffeine là cao nhất. Mùi thơm của nó thì là nhẹ hơn thôi Còn cái Culi uh, của Arabica thì cái mùi thơm nồng nàn đó. và nó sẽ có cái vị chua thanh như uh, cà phê máy ấy, nhưng mà vẫn có vẫn cho cái vị đắng ha. Đặc trưng của cái Culi À, và bình thường thì người ta sẽ cho cái hạt ly này à, vào để làm tăng thêm cái hương vị đậm đà của cái cà phê à, Hoặc là nhiều quán thì họ sẽ sử dụng 100% loại ly này riêng luôn à, ok à, Không biết là bạn có thích cái loại uh, cà phê ly này không? Nếu có thì vui lòng comment phía dưới cho chúng tôi biết nhé